À, vâng, buổi tối hôm nay thì em có 3 con đẩy ha, gồm có 2 con đẩy QSC các bác này và 1 con đẩy Classic Pro ha. Đây, 2 con QSC của Mỹ và con Classic Pro cũng là thương hiệu Mỹ ha, nhưng mà hàng xuất Nhật nên là điện 100V. Còn 2 con này thì hàng xuất châu Âu, điện 230 các bác ha. Rồi các bác xem QSC thì em có 2 con. Con này là con QSC RMX850 ha. Đây, dòng đẩy 2 cân. Đấy, được vừa rồi thì em có 2 con. Thì đã bán rồi ha, hôm nay về tiếp tục một con các bác này. Dòng này thì giá của nó rất là bình dân ha, mà các bác chơi được những dòng loa Nhật, loa Mỹ, bắt tầm 30 trở về. Đây, các bác lưu ý giúp em là hàng bãi Nhật ha, hoặc là hàng bãi Mỹ ha. Rồi, và ở giữa là một con QSC 1000A này các bác này. Đây, QSC MX 1000A ha. Con này thì hàng về thì nó bị mất hai cái volume này các bác ạ. Đây, cho nên là em bán giá mềm mềm để cho các bác mua ha. Về các bác chỉ cần kiếm cái volume khác gắn vô thôi. Đấy. Và đây là con cuối cùng là con Classic Pro CB 1000 này các bác này. Đây, con này hàng xuất Nhật ha, điện 100V. Rồi, đầu tiên em sẽ quay con này trước ha. QSC RMX 850, dòng đẩy 2 cân, 2 volume này các bác này. Đây, con này thì thiết kế mẫu mã đẹp ha. Và đây là phía trên mặt lưng đây. Đấy, nói chung là hàng về cũng còn rất là mới các bác xem này. Rồi, và em mở bên trong nội thất cho các bác coi đây. Đấy, con này thì nó chạy 12 sào than ha. 12 sào than lớn. Các bác xem tổng thể vĩ mặt của nó đây, một cái nguồn các bác này, nguồn tròn ha. 4 tụ lọc này. Và tổng cộng là 12 con sò ha. Đây các bác xem sò lớn, sò sừng trâu này các bác này. Đây bên đây là 6 con này. Đấy, và bên đây là 6 con nữa này các bác này. Đấy. Vĩ mặt bên trong là còn cực kỳ đẹp ha. Đấy, và tất cả là còn nguyên zin nguyên bản hết các bác ạ. Đã test hoạt động hết rồi các bác ha, cả 3 con. Rồi, và đây là phía sau đây. Đấy, đường vô thì các bác có thể vô đường canon này hoặc là 6 ly này. Đấy, quạt tản nhiệt ha. Đây là cầu loa đây, cầu đa loa. Rồi các bác xem con này USA ha. Điện là 220V các bác này. Đấy. Con này thì cái công suất của nó là được 400W ha. Đấy, 200W một cân, tổng công suất là 400W. Này, trở kháng của nó là từ 4-8 ohm. Đây các bác chơi những đôi loa Nhật, loa Mỹ ha, bắt 30 là vô tư. Rồi con này thì em cũng xin báo giá với các bác là vẫn là 4.500.000 đồng là em bao ship ha. 4.500.000 đồng em bao ship toàn quốc này các bác này. Rồi, và tiếp theo là một con đẩy QSC. Con này thì công suất khỏe hơn ha, MX1000A này. Đây, nút nguồn ở giữa này, 2 volume các bác này. Đây, cũng là hàng bãi về ha, cũng còn khá là mới các bác xem này. Cái nắp lưng nó chỉ bị dơ thôi các bác ạ. Cái này mình lau nó sẽ ra ha. Rồi, và em sẽ mở bên trong cho các bác xem luôn đây. Con 1000 này thì nó giống với con 1500 các bác ạ. Nội thất rất là giống nhau ha. Nó công suất là nó bé hơn thôi. Rồi, đây là bên trong nội thất cái con MX1000A đây. Đấy, nội thất rất là gấu ha. Cái nguồn đôi này các bác xem này. 8 tụ lọc ha. Nó chạy tổng cộng là 12 con sò than lớn ha và 12 con sò than nhỏ các bác ạ. Đấy, 12 con lớn thì nằm ở giữa này và 6 con nhỏ bên đây. 6 con bên đây ha, là 12 con sò nhỏ. Đây. Rồi các bác xem vĩ mặt của nó ha, rất là đẳng cấp này các bác này. Đấy, nguồn cũng còn đẹp ha. Đấy, phía sau thì có một cái quạt tản nhiệt này. Rồi, và em sẽ quay thông số cho các bác xem đây. Con này thì các bác đánh những đôi loa Nhật Mỹ bass 30 thì cũng vô tư luôn, dư sức ha. Rồi, và đây là phía sau con đẩy các bác này. Đường vô là đường 6 ly ha, hai đường 6 ly này. Đấy, con này cũng đánh từ 4-8 ohm ha. Đấy. Rồi các bác xem thông số đây. MX1000A công suất 350W một cân ha. Trên 4 ohm. Và điện của nó là 220-224 này các bác này. Đấy, một cái dòng điện rất là tiện lợi cho các bác chơi gia đình ha. Rồi, em cũng xin báo giá với các bác luôn. Con đẩy này thì nó bị mất hai cái nút volume. Thì em cũng xin báo giá ha, cái giá bình thường của nó nếu mà đầy đủ thì tầm 6.500.000 ha. Còn con này nó mất volume như vậy thì em cũng xin bán cho các bác là 5.800.000 bao ship ha. 5.800.000 đồng là em bao ship các bác này. Đấy, một mức giá rất là tốt ha. Rồi, và cuối cùng là con đẩy Classic Pro. Đấy, một dòng đẩy cũng khá là quen thuộc ha, em bán cũng khá là nhiều. Đây các bác xem đây. Classic Pro này, CB1000 ha. Đấy, dòng đẩy 2 cân, 2 volume hai bên các bác này. Một nút nguồn ở giữa ha. Đấy. Con này về cũng còn đẹp các bác xem ha. Hàng bãi Nhật về cũng còn được khoảng 90%.
và đây là phía trên mặt lưng đây. Đấy. Rồi em ở bên trong cho các bác xem nội thất này. Nội thất rất là khủng luôn ha, một cái nguồn các bác xem rất là lớn này. Đấy, nguồn rất lớn ha. Còn là dây đồng bên trong thôi các bác ạ. Các bác xem này, đấy, rất là nhiều đồng ha. Và nó chạy tổng cộng là 16 sò than Toshiba loại lớn các bác ạ. Đây, sò lớn này các bác ha, sò Toshiba. Ở trên là 4 con này, ở dưới là 4 con nữa ha. Một vĩ như vậy là 8 con và bên đây 8 con nữa này các bác này. Là 16 sò. Đấy, các bác chơi những đôi loa Nhật, loa Mỹ bass 30 thì vô tư rồi các bác ạ, hoặc là chơi hai đôi loa Bose ha, 301. Đấy, bên trong nó còn mới nguyên luôn. Cực kỳ gấu các bác ha. Và đây là phía sau đây. Đây phía sau con đẩy đây. Đấy, đường ra loa này, giắc này hoặc là giắc bích công ha. Đường vô thì các bác có thể vô được đường Canon này hoặc là đường 6 ly này. Đấy, hai quạt tản nhiệt hai bên đây. Con này thì điện 100V ha. Con này nó đề công suất tiêu thụ 340W này các bác này. 16 sò thì nó không có đề công suất các bác ạ. Đấy, nhưng mà trên mạng thì họ nói là con này 1000W ha. Nhưng mà em cũng chưa tham khảo nữa. Nó rất là khỏe các bác ạ. Đánh loa 30 là không xi nhê luôn ha. Loa Nhật, loa Mỹ bass 30 đánh không xi nhê luôn các bác ạ. Rồi con này thì em cũng xin báo giá với các bác luôn. Dòng đẩy Lexicro CB1000 này thì em cũng đang bán với giá là 5.500.000 ha, 5.500.000 đồng là em bao ship toàn quốc ha. Đấy, hàng còn cực kỳ đẹp luôn. Rồi bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé, số điện thoại của em đây 0981 384842. Rồi em cũng xin chào các bác nhé.